Hàng chục hộ dân Hà Nội sập bẫy đa cấp, nguy cơ mất nhà, bỗng nhiên mắc nợ gần 20 tỷ đồng vì đặt lòng tin vào siêu lừa. Những người vay tiền để mua mã đầu tư vào công ty đa cấp cho biết, đối tượng đứng ra môi giới rất chuyên nghiệp, khiến họ như bị bỏ mùa. Bên cạnh đó, thủ tục vay dường như lại quá đơn giản, chỉ đến khi ngân hàng thông báo thu nhà họ mới tá hỏa. Tin nhầm siêu lừa, bà Nguyễn Thị Bắc, 68 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, là một trong số nhiều người đã ký kết hợp đồng thế chấp ngôi nhà trị giá 7 tỷ của mình cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ TDH, công ty TDH, người đại diện là ông Trương Phi Cường, chỉ để lấy 600 triệu đồng. Theo bà Bắc, ban đầu ông Cường giải thích hợp đồng thế chấp này chỉ dùng để vay vốn bằng hình thức làm hợp đồng chuyển nhượng, không mang tính chất chuyển nhượng thật trong thời gian vay vốn, nên bà đã tin tưởng ký mọi giấy tờ mà họ đưa ra. Cũng trong buổi ký hợp đồng thế chấp này, ông Cường còn bắt tôi ký thêm một hợp đồng chuyển nhượng khác. Tại buổi ký kết có một nhân viên công chứng nhưng họ cũng không nhắc nhở gì chúng tôi về khả năng sẽ mất nhà khi ký hợp đồng chuyển nhượng nhà cho anh cường thêm vào đó vợ chồng tôi đều cao tuổi bị say xe và cũng không hiểu rõ các loại giấy tờ nên đã ký vào hợp đồng này sau buổi hôm ấy họ cũng không giao lại cho chúng tôi giấy tờ hay biên lai giao nhận tiền gì bà bắt cho biết tương tự bà nguyễn thị tị vay một tỷ cũng cho biết thông qua người phụ nữ tên hiền giới thiệu sau đó xe ô tô đến đón bà đi đến công ty tdh và được ông Cường cho ký những bản hợp đồng, nhưng không hiểu tại sao không xem lại, mà cứ đặt bút như một cỗ máy tự động. Họ bảo đây chỉ là thủ tục tạm thời trong 3 tháng, sau đó thì ký lại, hợp đồng này chỉ để vay tiền ngân hàng. Do lúc đấy không nghĩ đến chuyện lừa đảo nên tôi ký luôn, ai ngờ chung cảnh ngộ, giấy tờ nhà cửa đưa cho họ hết. Bây giờ bỗng dưng mang tên người khác, các con cái tôi mắng mỏ, chúng nó đang bảo bố mẹ làm thế này, là giết các con rồi, bà tị buồn thê thảm không có nhân viên ngân hàng tới thẩm định, bỗng dưng mang món nợ gần 20 tỷ đồng. Điều đáng nói là bà Bắc, bà Tị và tất cả những người có vay tiền thông qua công ty TDH đều chưa kịp đem tiền về nhà, mà lại chuyển thẳng co công ty đa cấp. Theo bà Bắc, sau khi ký với công ty TDH vay số tiền như vừa đề cập ở trên, vừa nhận cầm lên tay đã chuyển thẳng cho công ty đa cấp. Sau đó không lâu, công ty đa cấp đã đóng cửa nên mất trắng. Năm 2016, Ba bắt bất ngờ nhận được thông báo số 791/CN-A/2016 của ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An về việc xử lý tài sản để thu hồi nợ vay. Theo thông báo này, công ty cổ phần đầu tư dầu khí Hồng Phát, công ty Hồng Phát đã vay tiền tại ngân hàng Agribank Tràng An. Tài sản thế chấp cho khoản vay là thửa đất số 1585, địa chỉ tại tổ 22 phường Thượng Thanh, do ông Trương Phi Cường đứng tên. Dư nợ tính đến tháng 8 năm 2016 là hơn 17 tỷ đồng lãi tạm tính là gần 1,5 tỷ đồng. Ngân hàng gửi thông báo để ông Cường và người dân đang sống trên thửa đất nói trên thu dọn đồ đạc, tài sản để bàn giao cho ngân hàng xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ. Cho đến lúc nhận được thông báo này, bà Bắc mới tìm hiểu và biết thửa đất nơi bà và hai hộ gia đình của các con đang sinh sống đã được sang tên cho ông Cường. Ngay sau khi ký hợp đồng thế chấp và hợp đồng chuyển nhượng khoảng một tháng, thửa đất này được đăng ký thế chấp vào ngân hàng Việt, còn banh chi nhánh thanh hóa và xóa đăng ký thế chấp vào tháng ngày 20 tháng 4 năm 2015. Sau đó, thửa đất tiếp tục được thế chấp cho ngân hàng Agribank để vay tiền. Từ khi vay 600 triệu, anh Cường và một người đàn ông tên Phương vẫn đến thu lãi đều 3 tháng trên lần. Sau khi tôi nghi ngờ nên đã vay mượn trả đủ tiền gốc cho để lấy lại sổ đỏ, thì anh Cường hẹn một tháng sau sẽ trả sổ. Nhưng thời gian trôi qua mà không thấy anh ấy giải quyết. Đến khi nhận thông báo về việc thu hồi tài sản của ngân hàng, tôi mới biết mình đã bị lừa một cách tinh vi nên đi tra cứu sổ đỏ vì lo lắng nên tôi ra nhà đất để hỏi thì được biết ngôi nhà của tôi mang tên người khác bà bắt bức xúc về vấn đề liên quan đến ngân hàng bà bắt cũng như nhiều người chung cảnh ngộ này đều khẳng định trong quá trình kể từ khi ông cường thế chấp thửa đất để vay tiền ngân hàng họ không gặp một nhân viên ngân hàng nào đến để thẩm định tài sản theo đúng quy định cũng không ký kết vào bất kỳ văn bản thẩm định hay văn bản thế chấp nhà nào của ngân hàng để tạo nên khoản vay lên tới gần 20 tỷ. Với ngân hàng như đã nói trên, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc. Giữa năm 2015, một công ty đa cấp mở chi nhánh tại Long Biên đã thu hút sự tham gia của hàng trăm khách hàng, chủ yếu là người già. Công ty này giới thiệu về sản phẩm dưỡng sinh có công dụng thần dược, có sức tiêu thụ lớn trên thị trường nên huy động người dân góp vốn kinh doanh, để dụ các nạn nhân bỏ thêm tiền mua mã đầu tư vào đa cấp. Các đối tượng đã móc nối cho người dân đi vay tiền với lời hứa lãi suất thấp chỉ cần làm một hợp đồng thế chấp nhà, trong đó có điều khoản ghi rõ về việc tạm thời chuyển nhượng nhà. Sau khi làm xong các thủ tục vay ngân hàng, các đối tượng chỉ đưa lại cho nạn nhân một bản cam kết có dấu đỏ, ghi rõ thời hạn chuyển nhượng đất, chỉ có kỳ hạn từ 3 đến 5 năm, phụ thuộc vào nhu cầu vay vốn, bị mụ mẫm bởi các lời mời chào và có nhu cầu dùng vốn gấp. Các nạn nhân này sẵn sàng thế chấp tài sản để vay tiền của các công ty bên ngoài với lời giới thiệu lãi suất thấp, chỉ khoảng 7% trên năm không hiểu biết pháp luật hầu hết các nạn nhân đều ký vào hợp đồng chuyển nhượng mà không đọc kỹ các nội dung ghi bên trong thể hiện việc đồng ý chuyển nhượng nhà cho các đối tượng sau đó các đối tượng cho vay nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đi vay tiền ngân hàng trước khi các nạn nhân phát hiện